Chào bà con nông dân và các bạn, trồng ngây là một loại cây mới xuất hiện trong một vài năm trở lại đây. Sự hiểu biết của người dân cả nước nói chung về loại cây quý này còn hạn chế. Vậy mà anh Nguyễn Đức Tiến, khu 9 xã Bồ Lý, huyện Tam Đảo, một chàng trai trẻ chỉ học hết cấp 3, đã tìm hiểu, nghiên cứu và nhân giống được một trang trại trồng ngây với số lượng hơn 5.000 cây và trở thành người đầu tiên trồng và phát triển giống cây dược liệu quý này trên địa bàn huyện Tam Đảo, với mong muốn làm giàu từ loại cây dinh dưỡng này. Sinh ra trong một gia đình có truyền thống ươm cây giống, sau nhiều lần lên mạng tra cứu thông tin về cách ươm các loại cây dược liệu, anh Tuyến tình cờ phát hiện ra loại cây lạ có tên là trùm ngây. Sau một thời gian tìm hiểu, nghiên cứu, anh nhận thấy đây là một loại cây rất thích hợp với đất đai tại địa phương mình. Nghĩ là làm, anh cùng với gia đình đã cải tạo trên 1 hecta diện tích đất đồi và cất công xuống trường Đại học Nông nghiệp 1 Hà Nội và trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên học hỏi kỹ thuật trồng, cách chăm sóc cây, và anh đã mạnh dạn mua 5.000 cây giống về trồng với giá 12.000 đồng một cây. Sau 2 tháng trồng và chăm sóc, vườn rau dinh dưỡng của anh đã cho thu hoạch. Cây này dễ trồng lắm. Chỉ cần tưới nước, bón phân chuồng. Nói chung là nó rất là dễ trồng. Mà nó rất là ưa đất. Đất gì cũng có thể trồng được. Em đã trồng thử rồi em biết. Chỉ cần không úng. Nó chịu được hạn nhưng mà không chịu được úng. Điều đáng mừng là sản lượng rau thu hoạch của gia đình anh cắt đến đâu đều tiêu thụ hết đến đó. Thị trường tiêu thụ chính là thành phố Vĩnh Yên. Theo tính toán, mỗi cây trưởng thành cho từ 3 đến 5 kg lá tươi. Giá bán lá trùm ngây dao động từ 30 đến 50.000 đồng 1 kg. Không chỉ bán lá tươi, hiện nay gia đình anh còn khai thác lá trùm ngây sấy khô để làm trà bán với giá 150.000 đồng 1 kg. Và còn có thể cho thu hoạch quả. Hiện nay gia đình anh cũng đang cải tạo đất, mở rộng quy mô sản xuất, trồng thêm 2 hecta nữa để có thể cung cấp ra thị trường, mở rộng thị trường tiêu thụ. Đồng thời gia đình anh còn có thể cung cấp cây giống, hỗ trợ kỹ thuật trồng cho bà con địa phương. Đợt tới này chắc là em xuống được khoảng 5-7 vạn cây gòn, cung cấp đủ cho bà con. Nếu mà ai có nhu cầu thì giống với kỹ thuật trồng thì em có thể đáp ứng bà con. Cũng mong muốn là bà con nhân rộng cái mô hình cây trùm ngây này. Với những giá trị về dinh dưỡng cũng như kinh tế, hy vọng rằng đây sẽ là loại cây trồng giảm nghèo cho người dân Bồ Lý nói riêng và huyện Tam Đảo nói chung. Đến thôn Bình Long, xã Bắc Bình, huyện Lập Thạch, hỏi đến thương binh Nguyễn Văn Thắng thì ai cũng biết nhờ nghị lực vượt khó làm giàu của ông. Là thương binh 4/4 năm 1974, ông được xuất ngũ về dạy học tại trường cấp 2 Bắc Bình, huyện Lập Thạch. Do ảnh hưởng của di chứng chiến tranh, ông còn bị nhiễm chất độc da cam mức độ 1, cùng với vết thương cũ thường xuyên tái phát, sức khỏe yếu, nên đến năm 1983, ông được nghỉ mất sức. Do ảnh hưởng của di chứng chiến tranh, ông còn bị nhiễm chất độc da cam mức độ 1, cộng với vết thương cũ thường xuyên tái phát, sức khỏe yếu, nên đến năm 1983, ông được nghỉ mất sức. Trở về nhà mặc dù sức khỏe yếu, nhưng ông Thắng vẫn luôn tích cực phát triển kinh tế chăn nuôi. Tích lũy được kinh nghiệm qua nhiều năm chăn nuôi, năm 2010, ông Thắng đầu tư hệ thống chuồng trại với quy mô lớn, nuôi gà thả vườn. Hiện tại, gia đình ông Thắng đang nuôi 1.000 con gà lai mía. Ông Thắng cho biết, trong chăn nuôi, ông luôn chú ý chế độ chăm sóc và chủ động tiêm phòng dịch bệnh cho đàn gà theo định kỳ. Ngoài ra, ông thường xuyên vệ sinh chuồng trại sạch sẽ. Vì thế mà đàn vật nuôi của gia đình ông luôn phát triển tốt. Mỗi năm trừ chi phí, ông thu lãi gần 100 triệu đồng. Thương binh Nguyễn Văn Thắng không những có nghị lực vượt qua khó khăn, làm kinh tế giỏi, ông còn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm chăn nuôi cho mọi người. Trong những năm qua, Hội Cựu Chiến binh xã Ngọc Mỹ, huyện Lập Thạch đã đẩy mạnh phong trào cựu chiến binh không cam chịu đói nghèo. Từ phong trào đã có nhiều hội viên cựu chiến binh trong xã phát huy được thế mạnh của bản thân và lợi thế của địa phương để đầu tư phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng. Mô hình xưởng bóc ván kinh doanh vận tải của gia đình cựu chiến binh Lê Tân Cơ là một điển hình tiêu biểu. Sinh năm 1971, cựu chiến binh Lê Tân Cơ được biết đến là một cựu chiến binh trẻ tuổi nhất và có mô hình sản xuất kinh doanh lớn nhất trong hội. Năm 2006, cựu chiến binh Cơ vay vốn từ Ngân hàng Nông nghiệp, đầu tư mua ô tô chuyên buôn bán lâm sản trong và ngoài vùng. Từ công việc buôn bán lâm sản, cựu chiến binh Cơ nảy ra một ý tưởng, mở được xưởng bóc ván. Trên diện tích 500m², ông đầu tư mua 2 dàn máy bóc với tổng trị giá trên 800 triệu đồng, mua thêm 4 ô tô có trọng tải từ 4,5 đến 7 tấn. Nhờ chăm chỉ làm ăn, nghiên cứu thị trường, mà xưởng gỗ của gia đình cựu chiến binh Lê Tân Cơ ngày càng phát triển.
Mỗi ngày xưởng bóc ván của gia đình cựu chiến binh Cơ bóc 20 mét khối ván thành phẩm. Sản phẩm ván bóc của gia đình cựu chiến binh Cơ luôn đảm bảo về tiêu chuẩn chất lượng nên đầu ra được các thương lái đến tận xưởng thu mua. Năm 2014, xưởng gỗ cựu chiến binh Cơ cho lợi nhuận trên 300 triệu đồng. Đến nay, sau 3 năm hoạt động, xưởng gỗ của gia đình cựu chiến binh Lê Tân Cơ đã tạo việc làm thường xuyên, ổn định cho 30 đến 35 lao động tại địa phương với thu nhập bình quân 4 triệu đồng một người một tháng. Cựu chiến binh Cơ rất mong muốn chính quyền xã Ngọc Mỹ tạo điều kiện cho gia đình có địa điểm mở rộng diện tích, phát triển quy mô sản xuất lớn hơn. Từ xưởng gỗ bóc, gia đình cựu chiến binh Cơ đã có tiền xây nhà, mua sắm tiện nghi, sinh hoạt và nuôi các con ăn học, đồng thời giúp đỡ nhiều hội viên cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.